Hai chào cả nhà mình ha. Thì sáng nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái này. Thì thật sự mình nói nếu mà đối với những ai mà đang nuôi chim hoặc là đang nuôi chim sinh sản thì chắc chắn là có thể là anh em sẽ có người biết và có người sẽ không biết cái món này. Thì thật sự mình nói là cái món này thì mình thử được 2 ngày rồi cả nhà. Và mình thấy nó đúng y như là lời của anh đã nói. Thì thật sự cách này á, là của một anh ở ngoài Hà Nội, anh chỉ cho mình. Thì anh nói với mình á, thì anh thấy mình á là có những cái gọi là kiến á cả nhà, mình diệt nó không hết được thì anh mới chia sẻ. Thì anh vô tình anh xem cái được cái video mà mình nói đó, mình sử dụng rất là nhiều thuốc và thậm chí thuốc tiền thuốc mình bỏ ra chắc cũng phải là rất là nhiều để mình mua một chai thuốc có thể là 200-300 ngàn, mình cũng xách tiền mình đi mua, mình về mình trị. Thật sự nó mình chỉ nó thấy nó đau và mình diệt nó đó rồi nó chết thôi. Thì cái cách này hãy chia sẻ thì nói chung là trước mắt thì mình thấy nó ổn áp rồi, nhưng mà mấy cái mà mình chưa thử thì mình không biết, tại vì mình chỉ có mới sử dụng được có vài chuồng thôi cả nhà, chứ mình không chưa sử dụng hết. Và một phần nữa thì cái này á, thì anh nói á, là cũng có thể là giúp ích cho con chim của mình, thì ví dụ mà nó thiếu khoáng hay này kia nọ thì con chim nó cũng sẽ mổ ăn. Thì cái mà mình muốn chia sẻ đó chính là cái tàn than tổ ong à, cái này thì tí xíu mình sẽ quay cho cả nhà xem. Khi mà khi anh em nuôi chim sinh sản á thì anh em nên đặt những cái đồ mà cho chim ăn á thì nằm ở trên cục than này nè, thì nó sẽ giúp cho, nói chung là cái này không biết lý do vì sao mà con kiến nó bò lên ta, mình thấy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà bỏ qua chuồng kia mình là thấy nó không lên hay là nó kỵ cái gì đó. Anh nói ngoài đó là anh xài vậy đó, anh không có xài thuốc kiến gì luôn, anh nói rất là tự nhiên để như vậy á mà không thấy kiến nó vô nữa. Mình không biết anh có ngâm thuốc hay không, mình hỏi là anh ngâm thuốc hay không, anh nói là không, cái này là cũng do là những anh em thác chơi chỉ là anh thôi, thì cũng là nghệ nhân chỉ với nhau thôi cả nhà, mình không biết. Nhưng mà để mình đang thử và 2 ngày thì mình thấy ok rồi, nhưng mà để mình làm đại trà thêm á, thì trong quá trình đó thì xem nó như thế nào nữa, mình sẽ cập nhật thường xuyên cho cả nhà xem. Thì mình cũng tí xíu mình sẽ quay cho cả nhà xem là những cái chỗ mà mình có để tổ ong này nè, và cái chỗ mình không để, cái chỗ thật sự nó cái chỗ mà mình để là cái chỗ đó kiến nó vô rất là nhiều, mình mới để thử nhưng mà thật sự mình thấy nó không vô. Có thể là do cái phần á là than tổ ong á là nó đốt rất là nhiều á nha, đốt hết đi và nó bán mùi mấy cái kia đi hết rồi kiến nó không tới hay sao á, thì theo mình nghĩ vậy. Còn ảnh nói chung là mình hỏi thì cũng biết, nhưng mà anh nói đặc biệt một cái nha, và than á là phải nên lượm cục than nào mới nhẹ thiệt nhẹ luôn ha, và họ đốt hết rồi nha cả nhà, chứ nói là than mà còn mà ví dụ mà đốt mất có nửa thì anh em đừng nên lấy cái đó, tại vì cái anh em cũng biết rồi, than thì nó rất là độc thì anh sợ, nhưng mà chim thì nó cũng sẽ mổ ăn những cái phần rỉ này nó không sao. Và thường thì mình thấy những anh em nuôi cá thì họ hay lấy cái rỉ than này lắm để họ làm cái giá thể để nuôi cá nha. Và thậm chí cái này thì nó có thể là nó lọc được cái gọi là cái phân chim nữa, mình không biết có lọc được hay không nhưng mà mới thì mình thử thôi chứ giờ thì cũng chưa biết, nhưng mà mình thấy ok, mình chia sẻ với cả nhà mình thôi, cả nhà mình thay xem á, thấy nó ok đúng như vậy hay không á thì mình có thể làm theo. Nhưng mà mình không biết tại sao cái hang tổ ong là ở trước á thì nó như thế này mà ở sau nó lại như thế này, mình không biết là khi mình bỏ vào nó có vấn đề gì không, nhưng mà củ này thì mình cũng đã bỏ vào trong con chim rồi. Nói chung mà nhìn nó thấy ghê lắm á nha, quay sát lại. Ok, giờ thì mình sẽ quay từng cái chuồng chim mà mình đã bỏ rồi cho cả nhà xem là cái chỗ mà không bỏ nó như thế nào, chỗ bỏ nó như thế nào ha. Ok, giờ mọi người theo chân mình. Đây ha cả nhà, cái chuồng này cả nhà thấy không, mình đổ mấy con dế mà nó chết ra ngoài nè, và chỗ này mình để cục than lên và mình không thấy con kiến nào vô hết. Chỗ này hồi bữa là rất là nhiều kiến luôn, mình không biết rồi giờ nó đi đâu luôn á, thật sự mà nói là như vậy, mình không có đẩy thuốc hay gì luôn nha. À, hiện tại còn lác đác vài con dưới đây nè, đó cả nhà thấy nó bò đó. Nhưng mà khi mà để cục than này thì nó lại không còn hay chỗ đó đó. Ok, mình sẽ qua cái chuồng mà mình không để ha, cả nhà xem kiến nó lên như thế nào. Đây chỗ này thì mình không để nè,
Nhà thấy không? Kiến nó vô bò vô luôn. Nó vui hả? Mấy con dễ chúng mình. Đó. Nhà thấy không? Nó vô rồi nó thích luôn. Và cái chỗ này thì mình cũng để nữa nè. Đây, chỗ này thì mình để hai cục, tại vì dây nó khá là thấp và mình để trong cái hũ này nè. Và nó cũng không còn con kiến nào luôn. Hay thiệt, hay là hay chỗ đó đó, mình không biết lý do vì sao luôn nha. Đó nè, mình có thể thấy nè. Mình cái này là không phải là mình xịt thuốc trước hay là gì đâu nha. Nó kiến nó vẫn còn bò ở ngoài nè. Ừ, cái nhà thấy không? Nó bò nguyên đường nè. Nó đang đi nè. Đó. Vẫn có nha, nhưng mà nó lại không chui vô trong phòng giới của mình. Nói chung là cách này thì anh em có thể thử xem nó như thế nào. Ở nhà mà anh nào mà đang có kiến mà bắt trị như của mình thì có thể là chơi cái đó được ha. Ở đây cũng vậy nữa nè, đó, nhà tôi thấy nè, nó không còn một con kiến luôn. Thì nói chung là đang quay thì người ta bắt nhạc đó cả nhà, lớn quá cho nên là mình ngưng xíu. Thì cả nhà mình có thể là sử dụng xem cái cách này nó có ổn hay không, tại vì người ta đã làm rồi mà mình cũng làm thử thấy 2 ngày thì thấy cũng ok và thấy kiến không lên. Không biết thì thời gian sắp tới nó sẽ có lên nữa hay không, thì nếu mà có thì mình sẽ cập nhật, mình chia sẻ lại tiếp với cả nhà. Còn nếu mà anh em nào mà làm hiện tại mà vời mà thả vô thì kiến nó còn bò lên á, thì comment giúp mình để mình xem lại rồi mình hỏi anh đó xem nó như thế nào, để ảnh có thể là giải thích thêm và mình sẽ chia sẻ thêm với lại cả nhà. Thì chúc cả nhà mình thì có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ ha. Chào tạm biệt cả nhà mình ha.